Hello mọi người. Hôm nay là thứ sáu, ngày cuối tuần rồi đó. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 10. Thì gì đó hôm nay thì Dũng đi làm hơi trễ. Bây giờ là 7 giờ 41. Lý do chính cho cái vụ này là vì con Dũng sáng nay ốm, bệnh, cho nên là đang đang bị đau, thì bạn sốt, cho nên là mình tính không có cho bạn đi học, thì mình đợi tầm có khoảng 7 giờ thì mình 7 giờ 15 gì đó mình đi làm. Nhưng mà đến khi con dậy thì con đòi đi học cho bằng được, mặc dù rất là sốt, rất là bệnh. Thì đáng đáng tiếc rằng là gì đó con nó không có chịu ở nhà mà nó chỉ thích đi học thôi, cho nên là thôi cho nó đi, nhưng mà trong lòng thì cũng rất là lo, tại vì không có biết là nó như thế nào. Ok, thì giờ thì bây giờ mình sẽ trả lời tiếp các cái câu hỏi. Thì cái câu câu hỏi của cái bạn user DU8HF gì đó thì tới bây giờ vẫn chưa có xong. Câu hỏi đầu tiên là về cloud computing, câu hỏi thứ hai là về về micro service thì mình cũng đã trả lời rồi. Câu thứ ba của bạn là nếu một người senior phải tự thân vận động học nhiều thứ thì thường họ sẽ không thích share cho các bạn junior và cũng không yêu và cũng yêu cầu junior phải tự học. Có thể họ chỉ share roadmap mà thôi, yêu cầu này có thể có hợp lý hay không? Chỉ share roadmap và yêu cầu tự học. Ok, đợi mình chút nha. Rồi. Chất mà nói thì tự học nó là cái điểm giúp cho một bạn developer khác với những developer khác, hay nói cách khác là cái bí kíp căn bản để mà thành công trong cái ngành công nghệ thông tin này á, là kỹ năng tự học và kỹ năng tự thân vận động. Đó. Mình rất là sợ khi mà cứ một bạn developer nào đó nói rằng là từ trong suốt quá trình học đại học bạn chưa có làm một cái software nào. Ôi chết rồi. Xăng ít như vậy làm sao mà chiều nay mà ngồi mà đốt xăng được. Cái mà cái vụ đốt xăng chắc là mình chia sẻ sau. Thì khi mà bạn có cái kỹ năng tự học á, thì mọi thứ nó sẽ trở nên dễ dàng hơn với bạn. Tại vì suốt tất cả các cái công việc mà bạn làm á, nó chỉ đơn giản là bạn phải làm R&D thôi. Bạn phải research, bạn phải học cách để mà bạn gì đó, bạn cấu hình hay là bạn học cái thuật toán hay là tất tần tật mọi thứ thì bạn phải tự học bạn mới làm được. Vậy nên cái yêu cầu tự học thì không có gì sai. Cho cái sườn thì cũng đã tốt, đã ổn rồi. Tuy nhiên á, là các cái bạn mà senior hơn á, thông thường mình cho cái sườn là mình cho theo kiểu là tao nghĩ rằng là tất cả những thứ này là quan trọng đối với mày, cho nên là tao đưa cho mày một cái list, mày phải tự học hết. Thì cái đó nó hơi khó cho các bạn junior, tại vì các bạn sẽ không có biết bắt đầu như thế nào. Và đôi khi cái list đó nó quá dài. Vì vậy ấy, cho nên là các cái công ty nó mới có cái vị trí là Engineering Manager. Cái vị trí Engineering Manager là nhằm ngoài cái chuyện là vận hành các cái dự án theo một cái Engineering Process nhất định nào đó, thì họ có trách nhiệm là phải develop competence cho workforce, cho nhân viên, và hỗ trợ nhân viên để mà họ develop cái capability của họ đó. Nên cái vị trí đó rất là quan trọng. Thì để giúp cho các bạn junior thì cách giúp nó khá là đơn giản. Thứ nhất đó là cần phải support các bạn junior và đưa ra cho họ một cái lộ trình học. Mà cái lộ trình học này á, là phải là
minimum requirement để mà các bạn có thể bắt đầu được. Đó. Và cái phần mà ăn thêm, cơm thêm thì mình sẽ ghi ở phía sau. Thì nói là sau đó thì các bạn sẽ học cái này, học cái này, học cái này. Cái minimum requirement là một cái mà cực kỳ quan trọng, tại vì chỉ có các bạn làm trong dự án mới biết là các bạn cần cái kỹ năng gì vừa đủ để có thể thực hiện một cái gọi là tham gia vào dự án và có thể làm task được. Nên mình dạy vừa đủ ngang đó để các bạn có thể tự tin bước vô để mình có thể mentor tiếp cho các bạn. Tiếp theo đó thì mới dạy, mới yêu cầu các bạn học thêm những thứ khác. Đương nhiên về cái phần foundation thì không phải là cứ là minimum requirement mà không có foundation là không được, cho nên mình phải yêu cầu các bạn học một chút về foundation hoặc là mình làm training. Thì đối với Dũng ấy, thì cái cách mà training phù hợp nhất đó, đó là chúng ta sẽ có một cái session tầm có khoảng 2 tiếng gì đó, chúng ta giới thiệu cái về cái concept, về cách thức nó hoạt động. Tức là ví dụ giống như nếu mà chúng ta yêu cầu các bạn làm một cái framework nào đó, làm app dựa trên framework nào đó, thì chúng ta có session giới thiệu về framework, cách thức nó hoạt động, các cái thứ nên học, các cái điều do and done trong 2 tiếng đó. Và sau đó thì cung cấp cho các bạn các cái khóa học online trên Prosite hay là trên LinkedIn Learning hoặc là trên gì đó, trên Udemy. Nhưng mà Dũng thì Dũng là ngại Udemy nhất, tại vì học Udemy mất thời gian lắm. Đó, thì các bạn mới tự học được và cung cấp cho các bạn các cái sách. Nhưng mà nếu mà để cho các bạn đọc một cuốn sách dài á, tại vì thanh niên bây giờ trình độ đọc sách nó kém hẳn, thì cố gắng là chỉ cho các bạn là nên học các cái chương nào là cần thiết. Ví dụ ngày xưa mà mình nhìn vô cái cuốn mà ASP.NET MVC in Action á, nó dài tầm cái khoảng mấy chục chương đó. Nhưng mà thực ra để cho các bạn mà có thể bắt đầu mà làm việc với ASP.NET MVC được á, thì các bạn chỉ cần học tầm cái khoảng 7-8 chương đầu là các bạn có thể làm được rồi. Làm được thôi nha. Chứ không phải là làm giỏi, cũng không phải là làm để mà cho nó tối ưu. Làm được thì học tầm khoảng 7 chương là được. Thì cái đó là cái người senior người ta phải có trách nhiệm một chút và người ta phải xỏ cái chân vô đôi giày của các cái bạn mà mới bắt đầu đó một chút để mà mình có thể hỗ trợ hợp lý cho các bạn. Và tiếp tục theo nữa, cái điều mà họ nên làm và phải làm tốt đó là mentor và coaching. Có nghĩa rằng là đi vô ngó xem thử là các bạn làm cái code như thế nào, quality có tốt không, và feedback cho các bạn để các bạn có thể có được cái quality nó tốt hơn. Hoặc là các bạn làm mà nó stupid quá thì mình phải giải thích cho các bạn. Có nhiều cái cần thời gian mới có thể giải thích được. Thì bản thân mình khi mình set up cái project á, mình set up cái project thì mình đã cố gắng là apply tất cả những cái best practice mà mình cần thiết vô trong đó rồi, thì chỉ có là guide cho các bạn để sử dụng cái project skeleton hay là cái ứng dụng hay là các cái hàm này kia cho nó đúng chuẩn mà thôi. Thì cái đó cũng phải làm code review các bạn, tại vì thực chất mà nói khi mà các bạn vô làm á, thì ví dụ giống như là thay vì á, là bạn về configuration á, các bạn dùng các cái biến môi trường á, environment variable để mà các bạn đẩy cái configuration information vô á, thì các bạn lại đi điền hạt code vô chẳng hạn, thì cái đó bắt buộc mình phải review đúng không? Rồi ví dụ giống như là các bạn làm đa ngữ, các bạn làm các cái error message của các bạn đưa message nhìn vô trong code luôn chẳng hạn, thì cái đó chúng ta phải review và chúng ta phải nhắc. Rồi các cái vòng if else này kia nó không có tốt, viết nó lồng các cái vòng if else quá nhiều hoặc là các cái lỗi n+1, thì chúng ta phải perform những cái session code review để giúp cho người ta viết code nó được tốt hơn. Thì cái đó là cái mà trách nhiệm của cái người senior.
và chúng ta phải làm cái thao tác cầm tay chỉ việc đó cho tới khi nào mà chúng ta yên tâm rằng là các bạn đã có thể làm tốt và có thể tự đi được một mình. Đương nhiên thì chúng ta có thể expect, có thể kỳ vọng senior của chúng ta làm được như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì các senior của chúng ta không làm được vậy. Thậm chí là còn tệ hơn, đó là nhiều khi lên tới level rất là cao rồi nhưng mà tư duy thì vẫn theo kiểu rằng là ta chỉ cần đôi cho mày một cục thôi thì mày tự học là xong. Có bạn khác thì lại là rất là chịu khó về ngồi học xong rồi buổi sáng sớm dậy lên train cho mọi người để mà người ta biết cách để mà người ta làm, người ta sử dụng, thì đó là một, cũng là một cách hay. Nhưng mà đôi khi lại áp đặt thì chúng ta phải giữ một cái thái độ rằng là ai cũng là những cái người mà có đầu óc cả, họ sẽ biết suy nghĩ và họ sẽ biết cách để improve và làm cho tốt hơn. Và chúng ta nên góp ý nhiều hơn là áp đặt. Ban đầu khi mà người ta còn quá junior thì đôi khi chúng ta có thể áp đặt một chút. Tại vì người ta làm mà không có biết là người ta làm tốt hay người ta làm dở. Nhưng mà đến khi mà người ta bắt đầu có kiến thức, có kinh nghiệm hơn rồi thì chúng ta phải phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với người ta. Đó, thì nói sao ta? Dũng nghĩ rằng là để giúp cho các bạn senior mà cải thiện cái kỹ năng mà mentor của các bạn đó, thì cái người lead người ta phải giúp đỡ cho các bạn senior khá là nhiều. Và cái giúp đỡ ở đây là gì? Là set cái expectation, set right expectation. Yêu cầu họ phải làm được những cái việc giống như vậy. Và có cái sự kiểm tra để xem thử là họ có thực sự làm như vậy hay không. Và nếu như mà người sếp mà không có content, tức là sếp mà không có biết về kỹ thuật hoặc là nhanh chóng quên kỹ thuật thì nó sẽ rất là khó, tại vì lúc đó họ sẽ phụ thuộc rất là dữ vào cái người senior và họ không có dám, các bạn biết là không có dám gây hấn, không có dám làm phiền lòng các bạn senior nữa, đó kiểu vậy. Đang kẹt rất là dữ nha mọi người. Không có cảnh sát giao thông ở đây. Có chú bảo vệ ra hỗ trợ rồi. Các bạn bắt đầu nghe tiếng còi tít tít đó. Bạn đợi chút nha, mình phải vượt qua được con trăng này cái đó. Nói chung là cũng đang rất là lo, không biết là con có học nổi không hay là được cô đưa lên phòng gì đó, phòng y tế cho nằm nữa. Chiều nay có cái workshop nhưng mà chắc là không có join được, tại vì mình có tới tận 6 cái cuộc họp song song với cái workshop đó, mà cũng có một vài cái cuộc họp nó khá là quan trọng không thể bỏ được. Sếp phải có content chút, phải có thực lực chút. Chứ còn mà sếp mà lỡ cỡ là không xong. Ví dụ giống như mình đi, mình giao cho các bạn đó một cái công việc gì đó, thì mình nói rõ là kỳ vọng của mình là tới ngày nào có cái gì, làm như thế nào. Nhưng mà ví dụ giống như mình nhìn mà thấy các bạn bắt đầu có một cái sự gà mắc tóc một chút,
thì mình lập tức phải nhảy vô. Và mình nhảy vô và mình support cho bạn. Có thể là mình đi tìm kiếm các cái nguồn tư liệu, hoặc là mình suggest là bạn nên tìm ai, vân vân, đó, để hỗ trợ. Tại vì bạn không có hỗ trợ cho nhân viên của bạn mà họ cảm thấy họ cô đơn và họ phải handle mọi thứ một mình, họ sẽ chịu đựng không có nổi đó. Thì họ stress. Mà họ stress đó, thì cái tác hại của stress là gì? Tác hại của stress đó, đó là cái performance của họ không có đạt được giống như bình thường. Tức là bạn càng tạo ra áp lực thái quá cho nhân viên của bạn thì nhân viên của bạn càng perform càng tệ. Và lúc đó bạn bạn hỏi nhân viên là tại vì sao em lại tệ như vậy, thì bạn đâu có biết rằng là chính bạn là người tạo ra những cái áp lực không đáng có cho người ta. Áp lực nó phải vừa phải, nó giúp cho người ta cảm thấy được cái sự quan trọng của cái công việc mà bạn giao cho người ta, nhưng đừng có nặng nề quá, nó khiến cho người ta cảm thấy rằng là người ta không thể thực hiện được, hoặc là người ta rối không biết làm cái gì, không biết bắt đầu với cái gì và không biết giải quyết mọi thứ như thế nào. Thì lúc đó bạn phải nhảy vô, bạn đã thông cái tư tưởng cho người ta, chỉ cho người ta cái lối thoát đó. Làm lead nó không có phải là một cái công việc đơn giản. Leader nó cực lắm các bạn. Nó cực ở chỗ là gì? Bạn phải biết nhân viên của bạn đang làm cái gì. Bạn phải hiểu họ đang gặp khó khăn gì. Và bạn có thể support được họ khi cần. Chứ nếu mà làm lead mà chỉ đơn giản rằng là tôi có những cái người lính giỏi nhất thế giới, tôi tin vào các bạn và tôi chỉ có giao việc cho các bạn thôi á, sau đó tôi đợi 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày gì đó, rồi các bạn đưa kết quả về. Trên đời này làm gì có cái sự sung sướng giống vậy, đúng không? Các bạn không thể không có sự nhúng tay hoặc là support cho member của các bạn được. Nếu mà làm lead như vậy thì lương bạn làm sao cao được, đúng không? Lead mà theo kiểu mày làm này, mày làm này, mày làm này, xong rồi bạn ngồi vắt chân lên ngồi đợi, thì lương bạn chắc không cao nổi đâu. Mắc gì mà lương cao, bạn chỉ có mấy cái ngón tay thôi mà. Nhưng mà ở đây là bạn phải ngồi, phải simulate, giả lập các cái tình huống nó có thể xảy ra. Đây là một cái tình huống giao thông thú vị này. Cái chú Peugeot này chú đi rất là chậm, mà chú lại còn không có nép vô để cho gì đó người ta đi qua. Thì chú khá là stupid đó. Tại vì mình đi chậm thì mình chịu khó mình đi sát vô cái lề trái cũng được, để cho người ta có thể người ta len qua. Còn đi chậm rồi còn đi sát qua lề phải để chừa một cái khoảng rất là hẹp mà không ai đi được, và các cái xe khác người ta cũng rất là khó vượt. Mình đang cần đi chậm để mình nói, cho nên là bạn đi chậm cũng không sao. Số đẹp ghê ha, 99929 đó. Số là thấy giàu rồi. Xem nào. Rồi thôi, mình chắc mình qua câu hỏi đó nha. Không biết đã trả lời hết chưa, nhưng mà cứ qua đây. Nếu trong một tổ chức, một backend developer nằm ở một group riêng. Bắt đầu thấy câu này hay rồi đó, nhưng mà đang qua ngã tư này, không có đọc. Ok, hy vọng là cứ mỗi lần mình rú xe các bạn không có nghe. Nhưng mà những lần quay clip thì không bao giờ đi quá tốc độ 50 cây số hết, cho nên các bạn không có lo. Ok, trúng vô đèn đỏ. Nhưng mà cái đèn đỏ ở chỗ này thì nó cũng lạ lắm. Đó là đèn thì đỏ, nhưng mà mình đứng ở đây các chú công an sẽ vẫy kêu mình đi, nên là mình phải rất là chịu khó nhìn qua xem thử là anh công an anh có biểu mình đi hay không. Anh không biểu mình đi thì mình đứng lại.
Thì anh không quan tâm nữa rồi. Câu hỏi còn có 9 giây nữa thôi. Trong một tổ chức backend developer nằm ở một group riêng, developer nằm group riêng một làm một nhà phát triển nhân lực, khi muốn phát triển developer sẽ có một số challenge. Ôi trời, cái câu hỏi này nó dài. Nó dài mà khủng khiếp luôn. Nên trừ phi là đứng lại mà đọc thôi, chứ còn đọc không nổi luôn á. Để coi. Backend với frontend nằm group riêng. Ok. Ở câu này dài quá. Bạn gì ơi? Gì đó chắc câu này để dành cho sáng mai đi. Rồi trả lời. Nhân tiện gì đó. Gì mà trong này thấy A B C D E F cho nên là Dũng bó tay chịu sầu nha. Dũng sẽ chọn một câu khác của một bạn khác trước đi. Cho nó dễ trả lời. Rồi câu kia thì sáng ngày thứ hai khi Dũng đi đi làm thì Dũng sẽ chịu khó ngồi đọc cho hết câu cho mọi người cùng nghe, rồi sau đó Dũng sẽ trả lời với mọi người. Tại vì nó dài và gần bằng một cái tờ A4 lận. Cái câu này cũng thú vị này. Em thấy vị trí của anh thì chắc là lương cũng sẽ cao, đóng thuế cũng rất là nhiều. Tại vì sao anh lại ở lại Việt Nam trong khi phúc lợi xã hội từ cái việc anh đóng thuế nó không được lớn. Câu hỏi này là của bạn bạn gì giờ nhìn không ra nữa. Phải đây, qua đây nè, rồi mới nhìn ra được tên nè. Bạn Nguyễn Thanh hay là Nguyễn Thành gì đó. Xin trả lời với bạn như thế này. Cái chuyện mà đi nước ngoài á, thì nhiều khi muốn thì đi, chứ nhiều khi muốn mà đi không được, nhiều khi không muốn mà lại đi. Dũng thì Dũng cũng không có phải là người muốn đi nước ngoài lắm. Tại vì lý do rất là đơn giản như thế này. Các bạn là đối tượng đóng thuế. Chúng ta đều biết rằng là chúng ta đóng thuế lên á, thì anh em làm công quyền đôi khi anh em xài nó phí cái tiền thuế của chúng ta, anh em cũng ăn bớt một phần. Thì người dân là chính là người nuôi chính phủ mà. Các bạn đóng thuế thì chính phủ mới có tiền mới hoạt động được. Nên nếu như mà các vị như là trưởng ban hoặc là giám đốc sở này kia, các vị mà giàu lên thì các vị hãy nhớ một điều rằng là các vị đang giàu lên trên tiền thuế của nhân dân. Còn các vị sống sung túc thì mơ ước của Dũng cũng mong muốn là các vị sống nó sung túc, nó vừa đủ. Còn mà các vị giàu quá thì không biết là các vị làm chính trị hay là đi làm kinh tế. Làm chính trị thì người làm chính trị không có mơ ước quá nhiều cái việc giàu có đâu. Những người làm chính trị là những cái người mà phải có một cái mong muốn thúc đẩy cái tổ chức hoặc là một cái địa phương hay là một cái đất nước nó đi lên, hoặc là thực hiện một cái giấc mộng nào đó mà cái giấc mộng đó nó lớn hơn là tiền. Đó. Và khi mà họ đã có cái giấc mơ như vậy rồi thì họ hiện thực hóa nó bằng cách là sử dụng cái bộ máy chính trị ở bên dưới, họ sử dụng cái tiền thuế của người dân để tạo ra cái bộ mặt cho thành phố hay là phát triển thành phố lên một cái tầm cao mới, whatever. Và lúc đó tiền bạc đối với họ nó luôn luôn là thứ phụ. Nhưng mà khi các vị làm chính trị mà nhà của các vị càng lúc càng to hơn, các vị càng lúc càng có nhiều đất hơn, gia sản càng lúc càng lớn, thì cái này phải quay lại.
Đương nhiên thì chúng ta có thể nghĩ rằng là công sức của tôi lớn như vậy mà tại vì sao tôi lại không được phép giàu có. Nhưng mà một mặt nào đó thì mình cũng giàu vừa vừa thôi, mình giàu quá là mình giàu sai á, mình ăn quá nhiều trên tiền thuế của dân đó các bạn. Quay trở lại, ông mà lúc nãy mình nói cái chủ đề gì, tự nhiên từ cái chủ đề gì mà tôi lại chạy qua cái câu chuyện về chính trị đây. Nói về cái chủ đề là tại vì sao Dũng không đi nước ngoài. Bạn đi nước ngoài, bạn có thể làm cho một cái công ty nước ngoài. Dũng đang làm cho công ty nước ngoài này. Bạn có thể đóng góp cho nó. Tiền thuế, tiền thu nhập bạn làm ra, tiền thuế bạn đóng cho cái nước đó. Và điều đương nhiên bạn sinh sống ở trên đất nước đó, bạn phải nộp thuế cho người ta. Thì cũng đương nhiên luôn, đúng không? Thì Dũng làm trên đất Việt Nam, Dũng nộp thuế cho chính quyền Việt Nam. Dũng phải làm đúng cái tốt và tốt nhiệm vụ của Dũng. Và Dũng có quyền mong đợi gì đó cán bộ nhà nước làm đúng cái trách nhiệm của cán bộ nhà nước, đó là xài cái tiền thuế một cách hợp lý. Tại vì thuế của người dân đóng mà, đúng không? Thì bây giờ tiền thuế của Dũng đóng vô là nó thuộc loại là maximum, cho nên là theo cái kiểu là không phải là maximum về số tiền nhưng mà maximum về bảo hiểm xã hội. Thì nói thẳng ra thì Dũng cũng biết rằng là đến cái ngày mà Dũng về hưu, Dũng hưởng lại cái lương hưu thì còn lâu nó mới bằng cái số tiền mà Dũng đã đóng vô cho cái quỹ bảo hiểm xã hội của nhà nước. Nhưng mà có mình thì những cái người thu nhập thấp hơn người ta mới có được cái tiền tiền rút ra nó cao hơn, đúng không? Còn bây giờ ai cũng tìm cách rút ra khỏi cái quỹ đó thì mọi người sẽ ra sao? Đó. Và các bạn nhìn vô một cái đất nước, bạn phải nhìn vô cái hệ thống đường xá, cầu cống, tất tần tật và những thứ mà do gọi là công trình công cộng thuộc public sector nó làm. Thì không tự nhiên mà cái đường Trường Chinh này nó tự động nó to, nó rộng, nó có nhiều làn xe được. Cái này là phải là cái sự investment của nhà nước lấy từ tiền thuế của chúng ta để làm. Không tự nhiên mà ở đường Cộng Hòa nó có một cái cầu vượt giá trị 250 tỷ được. Bạn nghe các bạn sốc đúng không? Một cái cầu vượt nhỏ nhỏ có giá trị tới 200 mấy chục tỷ, nhưng mà nó đúng là vậy đó. Nhiều người làm mà, rồi ai làm cũng cần phải có tiền lời hết, cho nên là nó vậy. Nhưng mà tất cả những cái thứ mà nó đang diễn ra xung quanh bạn, từng cây cầu, từng gì đó, mét đường, điện, các biển báo giao thông, tất tần tật mọi thứ đó nó đến từ tiền đóng thuế. Và khi chúng ta làm, chúng ta giàu lên và chúng ta đi trốn cái nghĩa vụ đó thì những người khác sẽ không có được hưởng cái lợi ích mà do chúng ta đóng góp vô. Chúng ta đâu có đóng góp, chúng ta phải đóng góp vô thì chúng ta mới có, đúng không? Thì các bạn đi trên một cái con đường đẹp, bạn tự hào, cái này có tiền thuế của chúng tôi ở trong đó, có sự đóng góp của chúng tôi ở trong đó, chứ không phải là nhà nước lấy tiền từ trên trời rơi xuống để làm. Thì cái đó là cái mà trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đó. Thì chúng ta cứ làm tốt cái phần sự của chúng ta trước. Còn những người làm không tốt thì sẽ lịch sử sẽ phán xét. Vậy đơn giản vậy thôi. Còn cái chuyện mà đi nước ngoài hay không đi nước ngoài thì đi nước ngoài bạn sẽ có nhiều cái hay, ví dụ giống như là bạn có thể mua nhà được ngay, chứ còn ở Việt Nam mà chưa chắc bạn làm
gọi là muốn chết chưa chắc bạn đã có được một căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh đâu. Rồi bạn có thể có được những cái sự đãi ngộ cũng tương đối tốt, bạn được sống trong cái môi trường nó tốt hơn. Ví dụ giống như là con của Dũng bây giờ đi học, mà để mà cho có được một cái môi trường nó tốt, mà nó cho cái trường hợp trong cái hoàn cảnh của con của Dũng, thì Dũng phải đi kiếm trường và phải trả 20 mấy triệu hoặc là tới 30 triệu một tháng cho con đi học. Mà nó cũng chiếm phần khá là lớn trong trong lương của Dũng, chứ không phải là coi như là các bạn nghĩ rằng là Dũng giàu rồi Dũng cho con đi học như vậy, nhưng mà nó là cuộc sống thôi, đúng không? Bây giờ mình cho con đi học một cái trường bình thường, con mình nó hơi chậm một chút trong giao tiếp, mình không thể nào mình cho nó học một trường bình thường được, mình phải đi kiếm cho nó một cái trường mà người ta ở đó người ta tôn trọng con trẻ và người ta tôn trọng sự khác biệt, và người ta hỗ trợ cho con. Thì muốn mà hỗ trợ cho con thì gì? Số lượng học sinh trong lớp nó phải ít, số lượng giáo viên thì cấp 1 là phải có thêm giáo viên bảo mẫu đi kèm, ví dụ vậy. Thì nó có những cái điều kiện mà thực ra ở nước ngoài bạn chỉ cần, ví dụ ở Đức chẳng hạn, bạn chỉ cần đẻ được con thôi là bạn đã được tài trợ rồi, tất cả các loại chi phí học hành từ nhỏ tới lớn là coi như là được nhà nước người ta tài trợ hết. Và cái vì đâu người ta tài trợ được là tại vì người ta thu thuế mà thuế hủy diệt cho người dân của người ta rồi. Các bạn làm cái đó nhiều khi 40% thu nhập của các bạn là đã vô trong thuế rồi, chứ thuế không có thấp giống như ở Việt Nam đâu. Thuế ở Việt Nam bây giờ nó đang thấp, và bởi vì người ta thu thuế nhiều như vậy á, cho nên là người dân của bên đất nước đó người ta có quyền kỳ vọng tới một cái hệ thống giáo dục và an sinh xã hội nó đủ tốt. Và khi mà chúng ta ít đóng thuế thì chúng ta không thể đòi hỏi nhiều. Cái đó là cái rất là rõ rệt. Chúng ta đóng thuế thì ít mà chúng ta đòi hỏi thì nhiều, thì cái này nó có cái gì đó nó sai sai. Mà thu nhập những người kiểu thu nhập giống như Dũng thì nó cũng nhiều, nhưng mà nếu mà so với cái tỷ lệ dân số của Việt Nam á, thì nó cực kỳ thấp. Thì Dũng không thể đòi hỏi nhà nước hay là các cái dịch vụ công cộng nó phải cung cấp được một cái dịch vụ tương xứng với cái đồng tiền thuế Dũng nộp được. Điều này nó khá là hiển nhiên, nhưng mà mình cứ sống được, mình sống thoải mái được, mình không có bị phiền hà, mình không có bị nhũng nhiễu là ok. Còn đến khi mà mình bắt đầu cảm thấy bị phiền hà bởi công quyền, bởi coi như là cán bộ nhà nước,